Chương 1 Nghịch thiên năng lực 1. 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hải viên lịch năm 1506 một chỗ tráng lệ trong phòng, tiếng tâm lừng lẫy Doflimo ngồi tại hắn đặt hữu vương tòa phía trên, thưởng thức kia thâm thúy hiện ra máu tươi quan trạch rượu, khóe miệng của hắn không tự chủ dơ lên, nhưng là kia giấu ở mặt trời kính mắt hạ sông động lại là không biết suy nghĩ cái gì. Tại đại danh đỉnh đỉnh Doflimo xung quanh, thì là ngũ đại cán bộ tối cao trong đó bốn cái. Bụng phệ, mặt mũi tràn đầy nếp thịt trên mặt mang hai cái nước mũi, trái beta beta no mi năng lực giả. Trê bôn. Bên hông dẫn theo sông kiếm, đầu đầy kim sắc gợn sóng tóc dài tung bay trái cây năng lực giả. Diamant. Thể trạng thô cùng to lớn, giống như nham thạch trái EC EC -si, -si, no mi năng lực giả. Pika. Cùng một mặt u buồn, trên lưng hất lên cùng Doflimo cùng một kiểu dáng màu đen Hagomo. Corazon. Thôi hắc hắc hắc, Dofer, hải quân hiện tại nhìn chầm chầm chúng ta chầm chầm càng ngày càng gấp, trung tướng Tơ đã phá hủy chúng ta không ít cứ điểm thành trấn, chúng ta tiếp xuống còn đợi ở chỗ này sao? Trê Bôn một mặt cười bị ổi nói. Nói tới chính sự, ánh mắt mọi người tất cả đều quay lại, liền ngay cả Corazon đôi mắt đều hiện lên một đạo tinh quang. Tơ được rồi, hắn đối tại uy hiếp của chúng ta lực cũng không lớn, dù sao chính nghĩa hải quân thế nhưng là có vô số nhược điểm, về phần những cái kia cứ điểm, chỉ cần có thời gian tùy thời có thể lấy một lần nữa tạo dựng lên. Doflimo khóe miệng dương lên, lại là mảnh địa ực một hớp rượu vang đỏ. À, cũng là như thế này, nơi này có vô số dân chúng tại, nghĩ đến tơ su trung tướng cũng không dám đối với chúng ta động thủ đi. Trê -bôn vừa cười vừa nói. Tốt, Trê -bôn không cần quản tơ su, lần giao dịch này mang về tiền tất cả đều cho ta đưa đến trong phòng ta, lúc chiều chuẩn bị rời đi nơi này. Doflimo khóe miệng dương lên, tự hồ nhớ ra cái gì đó mỹ diệu sự tình. Đúng vậy, Dofer. Trebon đáp. Phất phất phất, các ngươi cố gắng chơi đi, ta đi trước. Doflimo đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức từ trước mặt mọi người đi qua, trở lại trong phòng của mình. Hắn sau khi đi, Trebon bắt đầu cùng Diaman bắt đầu nói chuyện phím. Đô gần nhất có chút kỳ quái a, à, hắn đã lục tục cầm đi vượt qua 2 tỷ berry, đã là chúng ta hiện nay có kinh phí, thế nhưng là không biết hắn đem tiền đều để ở nơi đâu, mà lại hắn đã hẳn là không thèm để ý berry mới là. Trebon, đô tâm tư ngươi vẫn là đừng kém, hắn nhưng là thiên tuyển bên trong vương, chúng ta chỉ cần thật tốt phụ tá hắn là được rồi, hắn gần nhất cho ta cảm giác càng thêm đáng sợ. Nói cũng đúng, hắn nhưng là thiên tuyển người, tương lai nhất định sẽ trở thành thế giới chúa tể, ta đúng là suy nghĩ nhiều. Trôi lại là haha xô, -ha sau đó đem chuyện này để xuống. Dù sao Doflamingo vẫn là Doflamingo, hắn không có cái gì có thể cần hoài nghi. Chỉ là, hắn không biết hiện tại Doflamingo đã không phải là hắn chỗ nhận biết Doflamingo. Doflamingo trong phòng hệ thống hấp thu cái này 500 triệu berry. Doflamingo thản nhiên nói tay phải của hắn đặt ở cái này 500 triệu berry phía trên, thoáng qua ở giữa, cái này 500 triệu berry liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất không có cái gì xuất hiện qua. Cường hóa Kenbun sao Haki Đinh Kenbun sao Haki cường hóa bên trong Đinh Kenbun sao Haki trước mắt đẳng cấp LV3 Dofilimo khóe miệng dương lên, hắn cảm giác được mình tế bào đều thư giãn ra, một cổ khí tức cường đại bắt đầu lan tràn hết thảy chung quanh phản phất tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Hệ thống, hiện ra một chút ta hiện tại tin tức đi. Đô phờ trong lòng mặc niệm. Tên. Đô limo lv. 37, thông qua giết người tăng lên, liên quan đến tố chất thân thể, năng lực. Trái Ito Ito no Mi, có thể thông qua đánh giết năng lực giả, tăng lên trái Ito Ito no Mi năng lực, Bu Haki. LV3, 3 tỷ Berry, Kenbun Sao Haki. LV3, 2 tỷ Berry, Su Haki. LV2, 3 tỷ Berry, tiền tệ. 89 triệu Berry, tiền thật đúng là không trải qua hoa, ta chỉ là tăng lên một lần Kenbun Sao Haki, đem đến tướng thăng cấp Bushosu Haki tăng lên, thế mà hao tốn tổng cộng 2 tỷ Berry, xem ra phải nhiều hơn kiếm tiền. Đô một mặt khó chịu nói. Hắn vốn đang là xanh thẳm tinh cầu một cái trạch nam, bởi vì đang chơi vua hải tặc dưỡng thành trò chơi thời điểm điện giật xuyên qua, mà hắn chơi nhân vật thình lình lại là Doflimo, hắn xuyên qua tới cũng thành Doflimo. Xuyên qua tới, hắn ngoại trừ có được Doflimo bản thân năng lực bên ngoài, tự thân lại là có thể sử dụng cái này rác rưởi trò chơi công năng, cái trò chơi này cũng coi là một cái vô não trò chơi, liền là không ngừng dùng tiền thăng cấp, đánh bại địch nhân thăng cấp. Dùng Berry có thể hối đoái tam sắc Haki, đánh vết địch nhân có thể vi lượng tăng cường thể chất của mình đánh vết năng lực giả có thể hấp thu đối phương bộ phận trái cây năng lực cường hóa mình trái cây tiến hành trái cây phương diện tăng lên đồng thời còn có một cái hối đoái cửa hàng có thể dùng trái ác quỷ hối đoái thương thành hiếm có cái gì ân ừ, cái cuối cùng công năng tự như là bút tồn tại nhưng là độ khó hệ số cực cao trái ác quỷ chưa hề đều là có giá không thành phố tồn tại không phải đơn giản dùng berry liền có thể mua được mà lại trái ác quỷ tồn tại bản thân liền dễ dàng nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Ngoại trừ tứ hoàng sang không thèm để ý trái ác quỷ bên ngoài, còn lại tam hoàng đều tận lực cất giữ trái ác quỷ, nghĩ còn nhiều hơn lượng có được trái ác quỷ rất khó khăn. So sánh dưới, đô Phờ tình nguyện dùng tiền tăng lên, đối với hắn mà nói, cái này ngược lại lộ ra dễ dàng rất nhiều. Được rồi, từng bước một từ từ sẽ đến, nếu như có thể tướng tam sắc tất cả đều tăng lên tới LV9, chỉ sợ không cần trái ác quỷ đều vô địch thiên hạ đi. Đô lại là ít tự dễu nói. Mặc dù hắn biểu hiện ra một bộ tự dễu bộ dáng, nhưng là hắn trong đôi mắt tự tin lại là chưa bao giờ ma gì. Bình thường người nếu như bỗng nhiên biến thành cái này một cái tội ác tày trời bốt, có lẽ sẽ bối rối, sẽ sợ hãi, nhưng là hắn sẽ không, hắn tại trở thành Đô thời điểm, trước tiên liền tiếp nhận cái thân phận này, đồng thời dung nhập cái thân phận này. Hắn chơi đùa sở dĩ lựa chọn Doflimo cũng là bởi vì hắn thưởng thức nhân vật này, thậm chí còn huyễn tưởng mình thành Doflimo, mà lại hắn cũng vẫn cho rằng nếu như hắn đã trải qua giống như Dofor quá khứ, hắn cũng chọn trở thành Dofor loại tồn tại này. Hiện tại hắn chân chính trở thành Doflimo, hắn duy nhất có suy nghĩ cũng chỉ có một. Làm đến tốt nhất, tướng Doflimo nguyên bản chỗ không nên phạm sai tất cả đều đền bù, chế tạo ra một cái mạnh nhất thế lực, tướng thế giới dẫm tại dưới chân sách mới cầu tất cả, mặt khác ngày đầu tiên 3 canh, ngày thứ hai 4 canh, ngày thứ ba canh 5, dây lên khung, cầu duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Bị nguyên rũ màu trắng thành trấn, 2, 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mặt trời bắt đầu chậm rãi hạ lạc, ước chừng tại 2 giờ chiều thời điểm, Doflimo rời đi gian phòng của mình, đi xuống lầu dưới. Dưới lầu, bốn cán bộ lớn đều đã đợi ở chỗ này, mà tại bốn cán bộ lớn sau lưng, thì là một đống lớn tiểu lâu la, những này lâu la nói đến cũng có 500 số lượng, xem như một nguồn sức mạnh không yếu. Đô Phờ, đã chuẩn bị xong, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Trê Bồn cung kính mà hỏi. Đi, đi màu trắng thành trấn. Đô Phờ khóe miệng dương lên, mặt trời kính mắt lóe lên một cái quang mang, hắn một bước phóng ra, rời khỏi nơi này, mà sau lưng hắn, bốn cán bộ lớn theo sát phía sau, ngay sau đó là 500 tên thân mang hải tặc phục tiểu lâu la, nhìn cũng là khí thế bất phàm. Màu trắng thành trấn đây là một chỗ bị nguyền rủa thành trấn, bên trong tràn lan lấy một loại kinh khủng tật bệnh. Chị Bạch Kim Bệnh Đây là một loại trong truyền thuyết không có thuốc nào cứu được tật bệnh, đồng thời có được không kém truyền nhiễm lực, không có ai biết nó là thế nào truyền bá, mà cái này tật bệnh một tại toàn thế giới đạt được tuyên truyền về sau, liền đã dẫn phát toàn thế giới khủng hoảng nhân dân quần chúng yêu cầu tướng màu trắng thành trấn triệt để thiêu hủy cách tuyệt loại này đáng sợ tật bệnh mà tại hai tháng trước màu trắng thành trấn tại hải quân chủ trì phía dưới cho một mồi lửa vốn là không có bao nhiêu người thành trấn biến thành một vùng phế tích trở nên âm u đầy tử khí bởi vì là màu trắng thành trấn bên trong còn có may mắn còn sống sót cư dân hoặc là nói còn có người từ lửa hạ còn sống sót vì phòng ngừa loại người này lưu thoáng đến quốc gia khác cho nên hải quân thời gian dài cũng còn trú đóng ở nơi này. Quy, ngươi cái này màu trắng thành trấn quái vật, cút cho ta trở lại màu trắng thành trấn đi, đừng đi ra cho ta. Giống như là các ngươi loại người này, nhất định là đắc tội thần, liền là đáng chết, đừng đến ảnh hưởng chúng ta, nếu là đem cái này đáng chết bệnh truyền cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hai cái đóng tại màu trắng thành trấn hải quân lập tức tướng một đứa bé trai đạp bay, khinh thường quát, trong tay bọn họ thương đã dơ lên, nhắm ngay cái này tiểu nam hài là các ngươi đều là các ngươi vì cái gì tại sao muốn đốt đi cái này thành trấn cái này tiểu nam hài khang giọng kiệt lực quát hắn mang theo mô mang theo báo nửa điểm mùa đông lông mũ con mắt mắt đen túi hết sức rõ ràng trong ánh mắt lóe ra hào quang cừu hận kia dưới ánh mắt vệt nước mắt chứng kiến hắn đã từng tuyệt vọng màu trắng thành trấn vốn chính là không nên tồn tại các ngươi dạng này người lây bệnh chỉ có toàn đều chết sạch thế giới mới có thể yên ổn, vì thế giới yên ổn, các ngươi vẫn là đều ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Đúng đấy, theo ta nói, hẳn là tất cả đều chết mới là, cũng tỉnh chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Hai người kẻ sướng người họa, căn bản không có đem toàn bộ thành trấn nhân mạng để vào mắt, có lẽ trong mắt bọn họ đây chỉ là một đám súc vật mà thôi. Ngươi, các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nam hài lớn tiếng quát, cừu hận hào quang làm cho người e ngại. Cái này hai tên hải quân nhìn không được lui về sau một bước, nhưng là chật lại là ít xô, nghĩ thầm mình làm sao lại sợ hãi tên tiểu quỷ này, mà lại hắn cũng hoạn có chị bạch kim bệnh, chỉ sợ đều không cần tự mình động thủ, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Tiểu quỷ, chị bạch kim bệnh thế nhưng là bệnh nan y, ta nhìn ngươi căn bản sống không được bao lâu, một năm, vẫn là hai năm. Ngươi còn muốn giết ta chúng ta. Chúng ta không động thủ, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này." Hải quân lớn tiếng vừa cười vừa nói. "Ghê tởm, ghê tởm, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này, ta không cam tâm, ta không cam tâm a, à, ta nhất định phải giết các ngươi." Tiểu Nam hài hai tay hung hăng nắm lấy đại địa, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn lộ ra non nớt hai tay đã bị cứng rắn thổ địa xóa chảy máu ngấn, buồn đất lâm vào móng tay của hắn bên trong, nhưng là hắn phản phất không có cái gì cảm nhận được chỉ có thấu xương cừu hận chiếm cứ hắn tất cả tâm nam hài còn trên mặt đất khóc mà hải quân lại là ở một bên cười bọn hắn căn bản không có tướng nam hài này để ở trong mắt bất quá hải quân cũng không có cao hứng bao lâu rất nhanh một vị hải quân kéo bọn hắn lại chỉ hướng phương xa các ngươi nhìn đó là cái gì có người tại hướng nơi này đi sao có người nói đùa cái gì khối này bị nguyền rủ địa phương ngoại trừ chúng ta bất đắc dĩ đợi còn có người nào nghĩ tới đây? Một cái khác hải quân khinh thường nói. Nhưng là khi hắn quay đầu đi thời điểm, trong đồng tử một đám người thân ảnh khắc sâu vào đồng tử, nhất là cầm đầu cái kia, hắn có sáng rõ kim sắc tóc ngắn, mang theo mặt trời kính mắt, phía sau kia màu hồng phấn lông vũ áo khoác, phối hợp thượng cửu phân quần, lộ ra phá lệ lóa mắt, loại người này gặp một lần liền rất khó quên. Hải tặc, kia là hải tặc tiêu chí, tất cả mọi người chiến đấu chuẩn bị. Một tên lính trinh sát thấy được Doflimo phía sau hải tặc, lập tức phản ứng lại, lớn tiếng quát. Rất nhanh, cảnh báo vang lên, vây quanh màu trắng thành trấn 100 tên hải quân tất cả đều tập kết lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Mà phía sau, cái kia tiểu nam hài đầu cũng theo đó dơ lên, ánh mắt của hắn đứng xa xa nhìn Doflimo, cái thân ảnh kia chiếm cứ hắn toàn bộ con ngươi đen nhánh, không cách nào xóa bỏ. Thật đúng là hoang vu thành trấn A. Doflimo cảm thán nói ra, về phần phía trước kia giờ thương nên đón hắn hải quân, hắn phản phất làm như không thấy. Không chỉ là hắn, phía sau hắn bốn cán bộ lớn thậm chí hải tặc tất cả đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không có tướng những người này để ở trong mắt. Doflimo đám người bộ pháp rất nhanh, bọn hắn rất nhanh liền đi tới màu trắng thành trấn trước mặt, mà những cái kia hải quân nhìn thấy Doflimo bọn người, lộ ra càng thêm e ngại một tên hải quân trung úy nâng từ bản thân sĩ quan đao, cố giả bộ trấn định hướng phía Doflimo lớn tiếng trống nói. Hải tặc, các ngươi tại sao tới nơi này, mau chóng rời đi nơi này, nếu không chúng ta liền muốn phát động công kích. Nghe tên này hải quân trung úy, đô nhếch miệng lên, mà phía sau hắn hải tặc nhóm tất cả đều là không chút kiên kỵ cười ra tiếng. Doflimo là bán súng ống đạn được, hắn những này hải tặc súng ống đạn được so với hải quân cao hơn ngăn nhiều, mà lại cái trấn nhỏ này chỉ có 100 tên hải quân trấn thủ, đô phờ sau lưng còn có 500 tên hải tặc, nhìn đều là tinh binh cường tướng dáng vẻ, đánh như thế nào hải quân cũng sẽ không có phần thắng. Dê cảnh cáo sói, loài chuyện này nghe liền rất có cảm giác vui mừng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Trafalac Lo 3, 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hải quân Trung úy nhìn thấy cảnh cáo của mình không có có bất kỳ tác dụng gì, trong lòng lập tức càng thêm bối rối, lớn tiếng trống nói: "Các ngươi những này hải tặc, hải quân cơ sở cách nơi này rất gần, chúng ta đã thông tri hải quân đến đây trợ giúp, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi nơi này." "Hải quân, thật đúng là xấu xí a, à? liền là các ngươi dạng này người trưởng khống thế giới, khó trách sẽ có nhiều người như vậy ra làm hải tặc, ta nhìn vua hải tặc Roger cũng không phải là hết thảy tội ác bắt đầu." hết thảy nguyên điểm đều tại cho các ngươi hải quân mà thôi. Đô Phờ khinh thường nói, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, phản phất đối hết thảy xem như không nghe thấy. Ngươi, ngươi, nổ súng. Cái này trung úy nhìn thấy Đô Phờ nhẹ như vậy miệt dáng vẻ, trong lòng một cơn lửa giận hiện lên đi lên, không khỏi hô. Hắn hiện tại chỉ muốn muốn để trước mặt cái này cao ngạo sắc mặt hoàn toàn biến mất. Bất quá chỉ là khu khu một cái hải tặc mà thôi. Bất quá sau một khắc, trong dự liệu thương minh thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy yên tĩnh như chết, bên cạnh hắn tất cả hải quân tất cả đều duy trì lấy đồng dạng tư thế. Các ngươi đang làm gì, nổ súng A, nổ súng A. Nhìn xem Doflimo càng đi càng gần, cái này trung úy triệt để lúng cuốn, lớn tiếng quát. Nổ súng. Bọn hắn làm đến sao? Doflimo khóe miệng dơ lên một vòng tà mị độ công, để cho người ta nhìn hốt hoảng. Không có người trông thấy, Hai tay của hắn còn đang không ngừng kích thích, tự như là tại đàn tấu hoa lệ chương nhạc. Ký sinh tuyến, tại Doflimo đi vào hải quân trước mặt thời điểm, những này hải quân liền tất cả đều bị hắn thao túng, lúc này bọn hắn muốn động một chút đều phải đi qua Doflimo đồng ý. Trung úy, ta không động được. Trung úy, ta cũng không biết vì cái gì không động được. Trung úy. Trung úy. Tất cả hải quân đều là lớn tiếng hô khống chế không nổi thân thể của mình, loại này cảm giác khủng bố ăn mòn bọn hắn tất cả dũng khí. Người đối bọn hắn làm cái gì? Hải quân trung úy lớn tiếng hô, hắn muốn nhổ ra súng của mình, nhưng là vào lúc này, thân thể của hắn lập tức cứng đờ, cả người cũng đã mất đi mình quyền khống chế thân thể. Dofer không để ý đến những này hải quân, vẫn hướng phía phía trước đi đến, mà tất cả hải quân đều không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho Đô Phlimo đi qua bên cạnh của bọn hắn. Uy, tiểu quỷ, xem ra cái này thành trấn người đều chết gần hết rồi, muốn theo ta đi sao? Doflimo đi tới tên tiểu quỷ này trước mặt, ngồi sổng xuống, liệt lên miệng, đối hắn vừa cười vừa nói, đồng thời, hắn cũng duỗi ra tay của mình. Tiểu Nam Hài ngay ra một lúc, nhưng là hắn rất nhanh liền tướng ánh mắt nhìn về phía chung quanh hải quân, một mặt kiên định nói ra. Ngươi, giết bọn hắn, ta liền đi theo ngươi. Đối với thả hỏa thiêu thành trấn hải quân, tiểu nam hài có cực kỳ hừng hực cưu hận. Uy, tiểu hài, ngươi biết ở trước mặt ngươi người là ai chăng? Đây chính là Dofilimo, ngươi thế mà còn dám đối Dofilimo ra điều kiện. Trê bồn lớn tiếng nói. Dofilimo. Tiểu hài ngây ngẩn cả người. Mà một bên hải quân trung úy tự hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện kinh khủng, khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhật. Dofilimo, ngươi là Dofilimo, cái kia dưới mặt đất bá chủ, buôn bán súng ống đạn được, buôn lậu ma túy, bị treo thưởng 180 triệu đô T. Tất cả hải quân nghe được câu này, lập tức hít sâu một hơi, 180 triệu, loại này treo thưởng mang tới so sánh thực lực để bọn hắn tuyệt vọng, đây chính là hải quân bản bộ trung tướng mới có biện pháp một trận chiến tồn tại a. À? Có thể, ta giết bọn hắn, về sau, ngươi liền làm việc cho ta đi. Doflimo cũng không thèm để ý nói tiếp. Nói đùa cái gì, dùng cái này 100 cái hải quân mệnh đổi một cái hiệu trung mình Trafalac lo, cái này mua bán kiếm lợi lớn. Không sai, cái này tiểu nam hài liền là Trafalac lo, cũng là tương lai thất vũ hải một trong, OP OP no mi trưởng khống giả, tương lai siêu tân tinh một trong, hắn không chỉ có có được cực kỳ kín đáo đầu não, chiến đấu phương diện cũng rất có thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành đến có thể cùng Mingo một trận chiến tồn tại nếu như lo có thể chân chính phụ tá Dofer, thậm chí vì hắn quên mình phục vụ, vậy hắn tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại bộ hạ, có thể nói là Dofilimo tay trái tay phải. Dofilimo bại điểm một trong chín là bị đệ đệ của hắn ảnh hưởng, không có thao túng lo, ngược lại cùng cái sau trở thành địch nhân, mà bây giờ Dofilimo cũng sẽ không phạm như thế sai lầm. Từng, giết bọn hắn, về sau mệnh của ta chính là của ngươi. Lo non nớt khuôn mặt lộ vẻ vô cùng kiên định. Uy chờ sau đó chờ sau đó tiểu hài ta cùng ngươi không có thù không phải ta thiêu hủy ngươi thành trấn ngươi không thể giết ta việc không liên quan đến chúng ta đừng có giết ta đừng có giết ta đám hải quân nghe được lo nhao nhao hô bọn hắn nhìn xem doflimo kia lạnh khóc bên mặt biết cái sau căn bản không có mở ý đùa giỡn lập tức tâm liền luống cuống nhất là vừa rồi khi dễ lo hai cái hải quân khuôn mặt càng là sợ hãi bắt đầu vặn vẹo yên tâm, động tác của ta rất nhanh, không có đau một chút khổ. Dofilimo khóe miệng dơ lên, hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, tay phải đột nhiên địa vung xuống, sau một khắc, từng đầu mắt thường khó gặp dây nhỏ vạch một cái mà qua. Tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng, làm một trận gió nhẹ thổi qua, từng khỏa đầu lâu bắt đầu trượt xuống, vô số máu tươi bắt đầu phun tung tóe. Những này bị cắt chém bộ phận bằng phẳng tự như là từng mặt tấm gương bóng loáng. Tướng địa phương này chiếu rọi còn như nhân gian luyện ngục. Cùng lúc đó, Doflimo có thể cảm nhận được từng đợt yếu ớt lực lượng bắt đầu tràn vào thân thể của mình, tại loại lực lượng này tràn vào phía dưới, thể chất của hắn cũng theo đó tăng cường, mặc dù đây chỉ là không có ý nghĩa một điểm, nhưng là góp gió thành bão, cũng sẽ mười phần khả quan. Đi thôi. Doflimo tướng lo tay nắm chặt, sau đó vừa dùng lực, liền tướng lo từ dưới đất kéo lên, ngay sau đó hắn liền quay người rời đi mà lo tại nguyên địa lăng sau một lát, lại là quay đầu nhìn một chút mình ngày xưa tiểu trấn, lại nhìn một chút Doflimo bóng lưng, sau đó kiên định đi theo. Phát giác được lo theo sau, Doflimo khóe miệng tức khắc dơ lên một vòng đường cong Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Lo cảm động 1. 4 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đô thu phục lo, rời đi màu trắng thành trấn không lâu sau, đám hải quân lúc này mới nhao nhao đuổi tới, cầm đầu hải quân là một cái lão bà, hắn mặt mũi tràn đầy nếp uống, lưu lại dấu vết tháng năm, khóe mắt nếp nhăn mang theo một tia lăng lệ quang mang. Ghê tẩm, Doflimo đã phách lối đến không nhìn hải quân uy nghiêm, đánh giết nhiều như vậy hải quân sao? Tơ su tức giận hô. Hắn một mực tại theo vào truy tung Doflimo, đồng thời nghĩ muốn xử phạt cái sau sở tác sở vi, nhưng là làm sao doflimo rất dư thừa giáo hoặc tàn nhẫn hắn căn bản không có tìm tới cơ hội thích hợp cái sau ngay cả cùng hắn chính diện giao chiến cơ hội cũng không cho bây giờ nhìn xem cái này trăm tên hải quân đầu một nơi thân một nẻo trong lòng càng cảm giác đến sự bất lực của mình tơ su trung tướng chúng ta bây giờ nên làm gì một tên hải quân hỏi tướng chuyện nơi đây thông tri sen guk mặt khác tướng những này hải quân thi thể tất cả đều chôn đi bọn họ đều là hải quân anh hùng. Tơ su thở dài một hơi, lập tức cảm thấy thật sâu bất lực. Trong nội tâm nàng cho dù có lại nhiều lửa giận, đều không có chút nào biện pháp, đây cũng không phải là Doflimo lần thứ nhất phạm án, tương phản, hắn giết chết hải quân nhiều vô số kể, nhưng là cái sau bản thân là thiên long nhân, mà lại làm việc lại mười phần hoàn thiện, căn bản vốn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù Doflimo bị tước đoạt ở tại thánh địa cơ hội, nhưng là cái sau thân phận của thiên long nhân vẫn là có được, cho nên chỉ cần hắn không phạm vào ngập trời tội ác, chính phủ thế giới đều sẽ phù hộ lấy hắn. Mà lại, hắn đối với phạm tội độ lượng 10 phần chuẩn xác, mỗi lần đều du tẩu tại quy định giới hạn biên giới, làm một chút chính phủ thế giới cho phép hành vi phạm tội, cái này cũng dẫn đến hắn tồn tại cũng giống là bị ngầm thừa nhận. Thân là lớn như vậy một cái dưới đất bá chủ, nhưng lại chỉ có tơ su đến bắt giữ hắn, thậm chí đều không có phân phối cái khác trung tướng cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề hải quân còn đang vì dofilimo phạm vào tội nghiệp tính tiền mà dofilimo cũng mang theo một đoàn người đi vào bên bờ nơi này cứ điểm đã đợi không được bao lâu mà lại nơi này giao dịch cũng cơ bản kết thúc hắn hẳn là tiến về những địa phương khác tại biết berry có thể tăng lên thực lực của mình về sau dofilimo không có tính toán từ bỏ mình hết thảy màu đen dưới mặt đất giao dịch tương phản hắn càng muốn hơn mở rộng mình thương nghiệp phạm trù thu hoạch được đại lượng berry thiếu chủ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào trê bôn hỏi đi đông hải ta nhớ được sản nghiệp của chúng ta ở nơi đó là bị phá hư đúng không dophelimo khóe miệng giơ lên một vòng tàn nhẫn đường công đúng vậy dophờ nơi đó tân sinh một cái crypirates thực lực cũng không tệ lắm đem chúng ta xếp vào tại đông hải thương đoàn tất cả đều phá hủy để chúng ta tổn thất không nhỏ mà lại chúng ta một nhóm vận trả lại tài bảo cũng bị bọn hắn cho chặn lại. Trê bôn lông mày ngưng tụ nói. Thiếu chủ, chỉ là một cái cry pirate, không cần thiếu chủ đích thân đến, ta đi Aman đi là được rồi. Đi Aman một mặt cung kính nhìn xem Doflimo, nói. Đông Hải là bốn biển bên trong sức chiến đấu yếu nhất hải vực, mà lại Đông Hải cũng là tương đối ổn định hải vực, bên trong hải tặc thế lực cũng không tính cường đại, đối với bọn hắn loại này tồn tại tới nói, Đông Hải không tồn tại bao nhiêu uy hiếp, mà đối với Diamant tới nói, như thế một cái rác rưởi hải vực, để Doflamingo đích thân đến, thấp xuống thân phận của hắn. Phất 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 phất, Diamant, Đông Hải thế nhưng là thú vị địa phương, càng là loại này tường hòa an bình địa phương, càng là có phát triển tất yếu, loại chuyện này ngươi là sẽ không hiểu, bất quá Đông Hải, đây là ta nhất định phải trưởng khống hải vực. Doflamingo vừa cười vừa nói, Đông Hải là Doflimo trong kế hoạch hơi có vẻ trọng yếu một cái khâu, nơi này là tương lai mũ rơm đám người xuất phát điểm, bên trong có rất nhiều có thể thao túng bố cục địa phương, mà lại loại này tường hòa phát triển địa phương là có thể ổn định thu hoạch được thu nhập địa phương, cho nên Doflimo liền càng sẽ không bỏ rơi. Vâng, thiếu chủ. Diaman gật đầu đáp. Đối với Dofer, hắn đều là lấy 10 phần sùng kính thái độ đáp ứng, mà lại Dofer xử lý chuyện phương thức tuyệt đối vượt qua hắn nhìn xem Diamond bọn người đối đãi Dophlimo thái độ kia tại Dophlimo bên người lo ánh mắt cũng biến thành trở nên tế nhị, hắn thấy Dopher cứu vớt hắn, là hắn chú cứu thế, hắn hẳn là dùng tính mạng của mình trở về báo đô Dopher người bên cạnh cơ hồ đều là vị này mà tồn tại, mỗi cá nhân đối với Dopher đều kính như thần minh, mà có thể thay hắn làm việc phản phất là vinh hạnh của bọn hắn. Lúc này, lo lại nghĩ tới thân thể của mình, đôi mắt lập tức phai nhạt xuống trên mặt của hắn còn mang theo một tia bạch bạch vằn hắn cũng mắc chị bạch kim bệnh ý vị này hắn có lẽ không có bao nhiêu thời gian tốt sống hắn phát phát hiện mình ngay cả giá trị tồn tại cũng không có tiểu quỷ suy nghĩ cái gì nhưng vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên lo ngẩng đầu rõ ràng là doflimo đang nói chuyện với hắn ngươi tại sao muốn cứu ta ta mắc chị bạch kim bệnh không có thời gian mấy năm tốt sống căn bản không giúp được ngươi mà lại bệnh của ta còn có truyền nhiễm tính, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Lo một hơi tướng chính mình vấn đề hỏi lên, hắn nước mắt không khỏi từ gương mặt trượt xuống, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Biết mình thân mắc bệnh nan y, không có mấy năm có thể sống, đầy đối với bất cứ người nào tới nói đều là cực hạn tra tấn, lại càng không cần phải nói như thế một đứa bé. Sợ. Phất 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 phất, ta Dofilimo còn chưa từng có sợ đồ vật. Doflimo phá lên cười, rung rung phía sau hắn màu hồng Hagomo, không ngừng phiêu diêu, mà người chung quanh hắn cũng tất cả đều phá lên cười. Lo ngây ngẩn cả người, hắn không rõ vì cái gì những người này cùng lúc trước hắn chỗ người quen biết không giống, vì cái gì bọn hắn không sợ chết. Hắn nhưng là bị lây nhiễm quái vật, bọn hắn không phải hẳn là cách hắn dạng này quái vật càng xa càng tốt sao? Tại lo vẻ mặt nghi hoặc trong ánh mắt, Doflimo chăm chú nhìn hắn, nói ra ta dophelimo muốn bảo đảm người ở cho dù là tử thần đều làm không được tiểu quỷ liều mạng tại tử thần trong tay dãy dụ đi tại ngươi sau cùng sinh mệnh đến trước đó ta dophelimo sẽ cứu vớt ngươi chăm chú ngữ khí để không khí cũng vì đó trì trệ lo trong lòng càng là mảnh địa xúc bỗng nhúc nhích không biết vì cái gì trong ánh mắt của hắn một chút xíu hơi nước bắt đầu ngưng kết oa wow. trong nháy mắt lo hai mắt nước mắt không ngừng chảy xuống Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Tiểu hài cần từ nhỏ dưỡng thành. 2. 4 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lo cho dù về sau lại thế nào kiên cường, hắn hiện tại bất quá chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài, vẫn là một cái no bụng trải qua ức hiếp, trải qua nhân thế tuyệt vọng một cái 10 tuổi tiểu hài, hắn tại nguyên tác bên trong liền có hắc hóa một đoạn thời gian, điều này nói rõ trong lòng của hắn là vậy vì mâu thuẫn thậm chí là cực kỳ thống khổ loại đứa bé này dùng hiện tại lời nói tới nói liền là thiếu khuyết yêu mến mà doflimo hiện tại liền là hắn tuyệt vọng trên đường một ngọn đèn sáng lập tức chiếu sáng hắn cái này hắc ám thế giới đồng thời đem hắn từ trong bóng tối kéo ra ngoài lúc này lo lần đầu tiên cảm nhận được bị người cần được người quan tâm cái loại cảm giác này đây mới là khiến cho hắn rốt cục khóc lên nguyên nhân nội tâm kiên định người không lại bởi vì thống khổ mà thúc thiết chỉ lại bởi vì cảm động mà thúc thích tiểu quỷ nhưng tuyệt đối không nên khóc sẽ không có người đồng tình nước mắt của ngươi mọi người cuối cùng sẽ tướng nước mắt của ngươi xem như là một cái mềm yếu biểu hiện từ đó tiến một bước khi dễ ngươi thế giới này không quan hệ hải quân hải tặc thậm chí là phổ thông dân chúng tuyệt đại đa số tồn tại đều là như vậy bọn hắn sẽ chỉ khi dễ cái gọi là mềm yếu tồn tại mà ta doflimo không cần mềm yếu tồn tại cũng không cần tại trước mặt người khác biểu hiện ra mình mềm yếu bộ hạ nếu như hết thảy đều đã chú định nếu như thế giới này quy tắc chính là như vậy ngươi phải nhớ kỹ vậy chúng ta liền thuận quy tắc này đến thế giới đỉnh điểm quan sát chúng sinh ta dophelimo sẽ đến chí cao điểm dophelimo giang hai tay ra nhìn xem phương xa bát ngát biến cả từng chữ từng câu nói lời của hắn có một loại bẩm sinh sức cuốn hút để cho người ta không khỏi vì đó thán phục, tại như vậy một nháy mắt, một cổ cực mạnh sức cuốn hút từ trên người hắn hướng về chung quanh phóng thích. Trebon, Diaman, Pika, thậm chí trên thuyền tất cả hải tặc, bọn hắn đang nhìn hiện tại Doflimo bóng lưng thời điểm, lập tức cảm thấy cái sau hình tượng lập tức cao lớn lên, kia thả ra khí tức làm cho người cam nguyện chịu chết. Đây chính là bọn họ vì đó phấn chết thiếu chủ A. Thiếu chủ mới là thiên tuyển chi vương, chúng ta nhất định phải đi theo thiếu chủ thực hiện thiếu chủ lý tưởng, mặc kệ có ai ngăn tại trước mặt thiếu chủ, chúng ta nhất định đều thay thiếu chủ giải quyết hết. Trời bôn ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, mà những người còn lại cơ hội cũng là bình thường, lập tức cảm thấy một loại thật sâu tinh thần trách nhiệm, một loại bị cần sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhất là lo, lúc này lo đã ngây ngẩn cả người, đồng tử của hắn bên trong chỉ còn lại có Doflimo cái này kiệt ngạo dáng người, cái này dáng người sẽ nương theo lấy cuộc đời của hắn không khỏi hắn liền nghĩ tới những cái được gọi là hải quân cái gọi là dân chúng vô tội trong lòng lập tức có một loại thật sâu tán đồng cảm giác hải quân lại như thế nào cái gọi là chính nghĩa hải quân đốt hắn thành trấn thậm chí mùi mùi của hắn đều vì vậy mà chết hắn hết thảy chung quanh tất cả đều hóa thành tro tàn hắn còn chịu đủ hải quân ức hiếp mà dân chúng vô tội hắn vĩnh viễn quên không được những cái kia dân chúng vô tội đối với những gì hắn làm bọn hắn hoàn toàn tướng mình xem như là quái vật không có chút nào bận tâm mình chỉ là cái tiểu hài mỗi ngày đều là đánh một chút mắng mắng xem như là chó lang thang đồng dạng đối đãi bọn hắn cho dù không có phạm tội nhưng là cái này liền có thể chứng minh bọn hắn là tốt sao chính như Doflimo thiếu chủ nói như vậy thế giới này bản thân chính là như vậy có lẽ chỉ có thực lực mới là chính nghĩa nếu như ngươi ủng có đủ thực lực, liền ngay cả hải quân đều muốn quỳ rạp xuống trước mặt của ngươi. Chính nghĩa Vô tội Không có chính nghĩa, cũng sẽ không có vô tội. Lo con mắt lập tức liền kiên định lên, tự như là tràn ngập tín ngưỡng một chút, hắn hung hăng lau khô nước mắt của mình, một mặt nghiêm nghị nhìn chầm chầm Doflimo. Không có người phát hiện, Doflimo khóe miệng trong lúc lơ đảng dương lên một vòng đường cong. Tiểu hai quả nhiên là muốn từ nhỏ đã bắt đầu dưỡng thành, một cái chân chính đi theo lực chiến đấu của mình, mới thật sự là sức chiến đấu. Trafalgar lo, Robin thân liền là dê chi nhất tộc, tiềm lực cực cao, mà lại tại nguyên tác bên trong hắn cũng biểu hiện ra thiên phú kinh người, tướng trái cây năng lực khai thác tương đối cường đại. Lấy một lực lượng cá nhân làm giàu, sáng tạo băng hải tặc, trở thành siêu tân tinh, cuối cùng thậm chí trở thành thất vũ hải, thực lực của hắn cùng cổ tay đều là không thể nghi ngờ, nhưng mà này còn là xây dựng ở không có Doflimo trợ giúp phía dưới, nếu như bây giờ Đô thật tốt dạy bảo lo, hắn tương lai sức chiến đấu tướng khó mà đánh giá. Phải biết, Luffy bọn người là tại gia gia hắn gác, về sau Ray Lai thậm chí cường giả khắp nơi trợ giúp dưới, lúc này mới một chút xíu tăng cường, mà lo là dựa dựa vào lực lượng của mình tăng cường, giữa hai bên, vốn là khác biệt rất nhiều. Đô hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Một bên, nhìn xem Doflimo thu phục ấu tiểu lo, cô ra dồn nhướng mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn vốn đang đồng tình lo cùng hắn có được giống nhau vận mệnh, muốn cứu vớt cái sau, nhưng là tại trong khoảng thời gian ngắn, lo liền đối Doflimo dựng đứng lên tín ngưỡng, hắn muốn sửa đổi cái sau ý nghĩ cũng cơ hồ là không thể nào, mà đây càng khiến cho hắn đối Doflimo tăng thêm kiên kỵ. Thuyền chạy lộ trình rất nhanh, tại trong khoảng thời gian này, Doflimo thì là đang dạy huấn luyện lo, hắn nhàn đến nhàm chán thời điểm liền cho lo quán thâu đủ loại tư tưởng, để cái sau dựng đứng lên một cái sông toàn cuộc đời khác nhau xem. Đồng thời, hắn cũng làm cho trê bôn, đi a Tika huấn luyện cái sau, cái sau mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tâm trí lại là trưởng thành sớm, tính cách mười phần kiên định, có thể chịu khổ, mà lại lo thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, tại trong quá trình huấn luyện, thực lực của hắn tăng dài một độ để trê bôn đều hết sức kinh ngạc. Cứ như vậy bình tĩnh qua hai tuần lễ, Dophelimo thuyền rốt cục đạt tới Đông Hải. Khi tiến vào Đông Hải về sau, Dophelimo thuyền còn không có tiến lên bao lâu, liền thấy ba chiếc thuyền hải tặc, cái này ba trên chiếc thuyền này mặt đều có một dạng tiêu chí, treo biểu tượng thời gian cờ đầu lâu. Mà đây chính là Cry Pirate tiêu chí. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Đến Đông Hải, uy hiếp Trick nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nếu như chỉ là đơn nhất hải tặc, chỉ có thể xưng là hải tặc thế lực, mà Crick thế lực lại là được xưng là băng hải tặc thế lực, ý vị này cái sau có được một chi tướng làm quy mô băng hải tặc, mà không thể nghi ngờ, cái này ba chi thuyền hải tặc tất cả đều là Cry Pirates thành viên. Xem ra Crick ở chỗ này phát triển coi như không tệ, vừa tiến vào Đông Hải liền có thể nhìn thấy hắn dưới cờ băng hải tặc, thật sự là ghê gớm. Doflimo nhìn xem phương xa thuyền hải tặc, vừa cười vừa nói. Thuyền hải tặc cũng không phải cái gì giá rẻ đồ vật, những người này băng hải tặc mỗi một chiếc giá trị làm sao cũng phải có mấy trăm vạn berry, ba chiếc cùng một chỗ đều có ngàn vạn berry, tăng thêm bọn hắn chặn lấy được thương đoàn, thu lấy phí bảo hộ các phí dụng, nghĩ đến cũng là cực kỳ có tiền. Doflimo bọn người phát hiện cái này ba chiếc thuyền hải tặc, cái này ba chiếc thuyền hải tặc tự nhiên cũng phát hiện Doflimo. Bọn hắn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía Doflimo bên này tiến lên, từ tam phương ẩn ẩn bao vây Doflimo. "Uy, các ngươi là ai, làm sao lại tiến vào chúng ta Crypiterat hải vực, chẳng lẽ là mộ danh nghĩ muốn gia nhập Triết tổng đốc dưới trướng sao?" Một chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng lớn tiếng hô. Triết gần nhất như mặt trời ban trưa, nhất là tại xử lý Doflimo thuyền về sau, càng là đạt được đại đa số hải tặc tán đồng hiện tại Chris đang liều mạng phát triển thế lực, không ít băng hải tặc tất cả đều mộ danh mà đến, cho nên những người này coi là Doflimo mấy người cũng là đến thần phục Chris. Phất 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 phất, gia nhập Chris dưới trướng, ta nhìn hắn Chris có can đảm này sao? Doflimo khóe miệng dơ lên một vòng tà mị độ công. Nghe được tiếng cười của hắn, tất cả mọi người là chấn động, ba chiếc thuyền hải tặc hải tặc nhóm nhau nhau dơ lên vũ khí, thay đổi hồng pháo, nhắm ngay Doflimo không phải tìm đến Triết tổng đốc, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng quyết tổng đốc là địch sao? Một tên hải tặc lớn tiếng quát, dám can đảm tướng hồng súng nhắm chuẩn thiếu chủ, thật là muốn chết. Diamond trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay của hắn bỗng nhiên rút ra sông kiếm, mảnh địa vung lên, sông kiếm tại bên trên bầu trời giao thoa, tụ tập thành một đạo giao nhau kiếm khí, kiếm khí phi nhanh, thoáng qua liền ngừng lại, từ chính diện trúng đích ở giữa kia chiếc thuyền hải tặc âm âm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, chiếc này thuyền hải tặc từ giữa đó vỡ vụn ra, một tiếng nổ đùng, triệt để giải thể, chỉ còn lại có đầy trời mảnh gỗ vụn tùy theo bay múa, mảnh gỗ vụn bay múa phía dưới, Đô khóe miệng nâng lên đường công càng lộ ra tà mị. Thời gian phản phất tại thời khắc này đông kết, tại Diaman công kích về sau, còn lại hai chiếc trên thuyền hải tặc mặt hải tặc tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đùa cái gì? Đây là cái gì quái vật, lại có thể một kiếm bổ ra một chiếc thuyền hải tặc. Từng người từng người hải tặc tất cả đều ngây ngẩn cả người, Đông Hải nơi này là yếu nhất hải vực, đồng thời cũng là tương đối hòa bình hải vực, ở chỗ này tranh đấu bình thường tương đối ít, chân chính dính đến cũng bất quá chỉ là súng ống, có thể nói, đi Aman à sức chiến đấu tại cái này hải vực liền là chí cường giả tất cả hải tặc tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh hãi bọn hắn giơ lên thương cũng không dám động cả người phản phất bị thi triển định thân thuật lo nhớ kỹ mặt mũi của bọn hắn đây là kẻ yếu khuôn mặt xấu xí khuôn mặt lựa chọn trở thành hải tặc lúc liền đã cược ra tính mạng của mình không có bất kỳ cái gì hải tặc trên thân không có đủ một điểm tội nghiệp cho nên đối mặt tử vong thời điểm dùng hết toàn lực đi chiến đấu có chết không hối hận dophelimo nhìn xem còn lại hải tặc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lo sững sờ, chợt kịp phản ứng, khuôn mặt từ bắt đầu kinh ngạc càng về sau tỉnh táo. Thiếu chủ, ta đã biết. Ta là Dofilimo, dùng điện thoại trùng liên hệ Chris, để hắn tại 3 giờ mặt tới trước nơi này, đồng thời mang lên một tỷ berry, nếu như làm không được, đánh cược ta Dofilimo danh nghĩa, ta sẽ đem các ngươi cry pirate tất cả đều phá hủy rơi, một tên cũng không để lại. Dofilimo thản nhiên nói, hắn trong giọng nói mang theo xâm nhiên sát cơ, làm cho tất cả mọi người đều là khuôn mặt siết chặt. Nhiều, Dofolimo. Một cái hải tặc đầu mục nghe được danh tự này đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi không ngừng ngưng kết, một bộ kinh hải đến đỉnh điểm dáng vẻ. Lại là Dofolimo, đây chính là Grand Liner tân thế giới truyền thuyết tồn tại, hắn làm sao lại đi vào Đông Hải, lần này xong, xong. Lại một cái hải tặc đầu mục đồng dạng một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, phản phất gặp được quỷ. Doflimo, cái này nhưng là đúng nghĩa đại hải tặc, mà lại hắn dưới mặt đất mậu dịch cũng là tất cả hải tặc bên trong cực kỳ nổi danh, nếu như nói còn lại hải tặc chỉ là có được thực lực, thanh danh không hiển hách, nhưng là Doflimo lại là loại kia danh vọng cực cao, uy danh truyền khắp tứ hải cường đại hải tặc. Crypirates bên trong tất cả mọi người tiền thưởng tất cả đều cộng lại chỉ sợ đều không có Doflimo một người nhiều, từ điểm đó tới nói, đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Uy, các ngươi không có nghe được thiếu chủ sao? Vẫn là nói, các ngươi tất cả đều muốn chết. Trong thấy đối diện hải tặc kia rung động thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bộ dáng, trời buồn lại là lớn tiếng quát. Là, là, chúng ta lập tức liên hệ quyết thuyền trưởng. Hai chiếc thuyền hải tặc đầu một cuốn quyết đáp. Hai cái hải tặc đầu một tất cả đều lấy điện thoại ra trùng, cuốn quyết bấm quyết điện thoại trùng, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Sợ mình trễ một khắc liền bị đánh chết tại chỗ Doflimo lưu truyền tới uy danh rất lớn một phần là tàn nhẫn thanh danh Hắn hoàn toàn liền là dưới mặt đất hoàng đế Tàn bạo ngang ngược cái chủng loại kia Động một tí hủy diệt thành trấn Đồ người thôn trang Đối với loại người này mà nói Giết người căn bản vốn không cần nguyên nhân Bởi vì Doflimo đến Toàn bộ Đông Hải bỗng nhiên nổi sóng Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả Chương 07 Viết giả vọng. 4. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đông hải cảnh nội tại mảnh này yên tĩnh hải vực. 10 chiếc treo cờ hải tặc thuyền hải tặc đã đem 3 chiếc thương thuyền tất cả đều vây quanh. Cầm đầu kia chiếc thuyền hải tặc càng là cực kỳ lóa mắt, là có được 3 tầng thanh nẹp to lớn thuyền buồn. Đầu thuyền là báo đen tạo hình, giữ tận bên trong mang theo một tia haki. Phía trên càng là lít nha lít nhít đếm không hết hải tặc. Ha ha ha, ta là Đông Hải bá chủ, Rick, các ngươi những này thương thuyền hẳn là còn không hiểu quy củ đi, ta hôm nay cao hứng, các ngươi đem tất cả tài bảo hàng hóa tất cả đều giao ra, ta liền tha các ngươi một mạng. Rick ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng hô. Làm Đông Hải bá chủ, tại xử lý Dofilimo thuyền hải tặc về sau, thanh danh của hắn liền càng ngày càng tăng, hiện tại càng là trở thành Đông Hải vua không ngai, dưới cờ có được vượt qua 30 chiếc thuyền hải tặc, vượt qua 3.000 tên tiểu đệ, cho dù là Đông Hải Hải quân cũng không dám nghịch kỳ phong mang. Mỗi lần nhìn xem bát ngát như vậy hải vực thời điểm, Triết trong lòng liền có vô cùng hùng tâm tráng chí. Hừ, cái gì Dophelimo, còn không phải dựa vào giao dịch phát triển, hắn có thể làm được, ta Triết cũng tương tự có thể làm được, tiếp xuống chỉ cần tướng đội tàu khuếch trương đến 50 chiếc, đánh hạ mấy cái thành trấn cướp bóc trải qua, cướp đoạt đến đầy đủ vật tư, liền có thể tiến về Grand Liner, bằng vào ta Triết cổ tay, trở thành vua hải tặc cũng là chuyện sớm hay muộn riết trong lòng hào tình vạn trượng mà bị hắn bao bọc vây quanh ba chiếc thương thuyền thế nhưng là khóc không ra nước mắt bọn hắn cũng biết đông hải nơi này một cái tân sinh hải tặc thế lực tình thế chính đủ nhưng là đông hải dù sao lớn như vậy mà lại đông hải là so ra mà nói tương đối hòa bình giàu có nơi này còn có không ít đặc sản chỉ cần chạy xong chuyến này bọn hắn đạt được lợi ích sẽ là cực kỳ khả quan thương nhân trục lợi chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn nguyện ý bí quá hóa liều, chỉ là tại quyết xuất hiện thời điểm, trong lòng bọn họ tất cả may mắn tâm lý tất cả đều không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có sợ hãi cùng bất lực, lần này chạy thương sẽ để bọn hắn tán gia bại sản, thậm chí chôn vùi tính mạng của mình. Nhanh lên, ta cho các ngươi một phút, nếu như các ngươi còn không từ bỏ chống lại, để chúng ta lục soát đi tài bảo, ta quyết liền muốn đích thân động thủ. Quyết lớn tiếng quát, khóe miệng của hắn dơ lên, tay phải có chút dơ lên. Khi nhìn đến triết thủ thế, chung quanh tất cả hải tặc toàn cũng bắt đầu hoang hô lên, bọn hắn dơ lên vũ khí trong tay vung vẩy, khuôn mặt tàn nhẫn nhìn lên trước mặt thương thuyền, chỉ cần triết mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên leo lên thuyền, săn giết con mồi. Nghe được triết, những cái kia thương gia khuôn mặt càng thêm tuyệt vọng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều giống như già đi 10 tuổi, mất đi tất cả tinh khí thần. Giao đi, Giao còn có một chút hy vọng sống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." Một cái thương nhân thấp giọng nói đến. "Ai, vì cái gì, vì sao lại đụng phải Kris, chúng ta hẳn là tránh khỏi hắn mới là, thế nào lại gặp hắn, ta không cam tâm a, à, nơi này chí ít vượt qua 300 triệu berry tài bảo." Một cái khác thương nhân cơ hồ lệ rơi đầy mặt. "Hừ, còn đang do dự, chờ các ngươi từ bỏ chống lại, giao ra tài bảo." ta liền đem các ngươi tất cả đều mai táng trên biển lớn này chậm trễ ta triết thời gian quả thực là muốn chết nhìn xem thương nhân kia do dự khuôn mặt triết trong lòng đã sớm cho bọn hắn hạ tử hình đốt linh 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 ngay lúc này một trận dồn dập tiếng chuông vang lên thanh âm này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người tất cả mọi người dạng ánh mắt chuyển hướng chiếc thuyền lớn kia triết tổng đốc điện thoại của ngươi trùng một cái lâu la đưa lên điện thoại trùng Uy, có chuyện gì? Trick nhận lấy điện thoại trùng, không kiên nhẫn hô. Khắc, Trick tổng đốc, Doflimo đi vào Đông Hải, đồng thời đã vây quanh chúng ta, hắn nói để ngươi mang một tỷ berry, tại trong vòng ba canh giờ đuổi tới bên này, nếu không, hắn muốn đem chúng ta Pirate tất cả đều phá hủy. Điện thoại trùng thần thái cực kỳ khoa trương, đồng tử trận lớn chừng cái đấu, tướng truyền tin cái kia tiểu lâu là kinh hải truyền đạt giống như đúc. Doflimo khuôn mặt trì trệ, nguyên bản đắc ý tất cả đều trở nên kinh hãi, chợt lại giống là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, lớn tiếng trống nói. Nói đùa cái gì, Doflimo làm sao lại đến Đông Hải? Không, không có khả năng, Doflimo tuyệt đối không thể có thể tới Đông Hải. Hắn luống cúng, vị này vang vọng Đông Hải ma vương rốt cục luống cúng, nếu như là những người khác còn chưa tính, nhưng là vị này chính là Doflimo a. Đây chính là xuất nhập tân thế giới như hậu hoa viên đại hải tặc. Chris còn đang chất vấn trong lúc đó, bên kia lại truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó điện thoại trùng liền tùy theo đóng lại. Tổng đốc, hiện tại Đông Hải hoàn toàn ở chúng ta Crypiratech trưởng khống phía dưới, không có khả năng có người dám đối với chúng ta động thủ, có lẽ, cái kia Doflimo là thật. Crypiratech số một chiến đấu quan chỉ huy Gin nói đến. Doflimo danh hào có bao nhiêu người dám bắt trước? Cho nên Chris là tin tưởng bên kia điện thoại trùng nói, nhưng là vừa nghĩ tới vị kia vang vọng tứ hải đại hải tặc đến tìm hắn để gây sự, trong lòng của hắn lập tức lạnh một mảnh. Thế nào lại là Doflimo, chúng ta có thể hay không chết? Đây chính là Doflimo, chúng ta phá hủy thương thuyền của hắn, nhất định sẽ bị hắn giết, tranh thủ thời gian chạy đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Cái này xong. Chung quanh hải tặc nghe được Gin lời nói, lập tức ngồi vững. Doflimo đích thân đến sự thật, trong lòng vô cùng hoảng sợ bối rối. Bọn hắn ánh mắt đắc ý không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ là thấp thỏm, tự như là sắp bị xử tử tội phạm. Tất cả đều im miệng cho ta. Doflimo thì thế nào? Hắn bất quá chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Nơi này là Đông Hải, là địa bàn của chúng ta. Chúng ta có vượt qua ba nghìn nhân bộ dưới, hắn tới thì thế nào? Gin cho ta tướng tất cả thuyền hải tặc tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều tiến về đông bộ hải vực, đại hải tặc thì thế nào, ta cũng không tin hắn có thể đánh bại chúng ta ba nghìn người. Rick có thể nói là một cái kiêu hùng, trong lòng của hắn cân nhắc lợi hại, một khi lần thất bại này, mình đông hải bá chủ vị trí tướng không còn tồn tại, đã như vậy, vì cái gì không đụng một cái. Dofilimo cũng bất quá chỉ là người mà thôi, người một nhà số nhiều như vậy, nơi đây lại là địa bàn của mình, không có lý do đánh không lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Nhìn ép chiến đấu 1. năm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quyết tại sau cùng diệt vong trước đó, lựa chọn sau cùng điên cuồng, hắn lúc này ngay cả trước mặt thương thuyền cũng không kịp xử lý, lập tức thay đổi đầu thuyền, rời khỏi nơi này. Mà hắn trên thuyền càng là không ngừng ra lệnh, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hải gió nổi mây phun, lệ thuộc vào khuyết thuyền hải tặc mấy chục chiếc thuyền hải tặc bắt đầu từ các cái địa phương nhanh chóng hướng phía đông bộ hải vực tiến lên. Nguyên địa, kia kiếp sau chạy trốn ba chiếc thương thuyền tất cả đều truyền đến một tiếng reo hò, tất cả mọi người là vui vẻ lớn trống lên. Bọn hắn lúc đầu giảng gặp phải là thập tử vô sinh cục diện, không nghĩ tới đến cuối cùng thế mà xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn, đường đường Cry pirate thế mà bởi vì cường địch đột kích, như bay rời khỏi nơi này. Đại thúc, Dophelimo là ai? Vì cái gì Cry Piratec sẽ e ngại hắn? Triết thuyền hải tặc không phải đông hải mạnh nhất băng hải tặc sao? Trên thương thuyền, một đứa bé nhìn xem Triết rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra quan mang. Tiểu hai chính là sùng bái cường giả tuổi tác, nhất là đứa trẻ này vụng trộm chạy đến trên thuyền buông, chính là vì chứng kiến những này mặt biển truyền kỳ lúc này xuất hiện vẻn vẹn một cái danh hiệu liền để cho người ta chạy trối chết tồn tại, trong lòng càng là hướng tới. Acer, Dofolimo thế nhưng là trên mặt biển truyền kỳ, danh chấn tứ hải, cho dù là gờ răng liner bên trong đều có hắn cứ điểm, dưới cờ đồn quyết xô gia tộc gần nhất phát triển tình thế cực kỳ mạnh hắn là trên đại dương bao la chân chính giao long. Mà Trích bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, dòng suối nhỏ cá chạch, làm sao có thể cùng Doflimo so sánh. Một cái thương nhân khinh thường nói đến. Dofarlamingo vốn là so khá nổi danh, lại thêm hắn lại là trời đất xui khiến cứu mình, cái này thương nhân không tự chủ được trợ giúp Doflimo nói chuyện. Doflimo, Don xô gia tộc sao? Nho nhỏ Acer trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hắn lập tức cảm thấy mình trọng chạy đến, chứng kiến thế giới bên ngoài cách làm vô cùng chính xác. Crypitate thật đúng là chậm a, bọn hắn lại dám để thiếu chủ đợi lâu. Quả thực là muốn chết. Trê Bôn một bộ phận quốc nói đến. Tới, tốc độ còn rất nhanh. Ngay tại Trê Bôn oán trách thời điểm, Dofilimo ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa, phương xa mặc dù còn không có bất kỳ cái gì hình dáng xuất hiện, nhưng là cái sau lại là biết có người đến. Quả nhiên, tại Dofilimo tiếng nói qua đi, phương xa từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc rốt cục hiện ra, khi nhìn đến chiếc này thuyền hải tặc thời điểm, Doflimo người đứng phía sau rốt cục bắt đầu dơ lên một vòng đường cong. Nhưng là rất nhanh, không ít người trong miệng độ cong bắt đầu biến mất, chỉ gặp tại kia biến trời đụng vào nhau địa phương, nguyên một sắp xếp vượt qua năm chiếc thuyền hải tặc khí thế hung hăng hướng tới nơi này gần, mà tại phía sau của bọn hắn, còn có liên miên không dứt thuyền hải tặc chính tại hướng tới nơi này gần. Rick đây là ý gì, đến giao cái berry thế mà có nhiều người như vậy sao? Trê bồn khuôn mặt trầm xuống. Phất phất phất, còn thật thú vị a, à, xem ra hôm nay sẽ không như vậy bình thản. Doflimo dựa vào trên thuyền cột buồm bên trên, hai tay giao thoa dựa vào, nhếch miệng lên nhìn xem phương xa thuyền, mặt mũi của hắn từ đầu đến cuối lạnh nhạt, gió biển thổi phật lấy phía sau hắn to lớn màu hồng Hagomo, tướng cái sau thân hình hiển hiện càng thêm hương nhàn phiêu dật, phản phất hết thảy đều ở người phía sau trong khống chế. nhìn xem Doflimo bóng lưng sau lưng những cái kia thoáng có chút sao động bất an tiểu lâu la cũng nhao nhao trấn định lại bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay khuôn mặt khôi phục lạnh nhạt chân trời thuyền hải tặc xuất hiện thời điểm còn lại ba cái phương diện cũng bắt đầu xuất hiện thuyền hải tặc những này thuyền hải tặc tất cả đều là tốc độ cao nhất hướng phía nơi này tiến lên từ bốn phương tám hướng bao vây khối này hải vực rất nhanh tại dophelimo không ngăn cản phía dưới từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc hiện lên bên ngoài hình tròn tướng doflimo chỗ thuyền đoàn đoàn bao vây nhất là trước mặt kia chiếc báo đen thuyền hải tặc cái kia quái vật khổng lồ trọn vẹn sau doflimo thuyền cao hơn ra một mảng lớn càng rỡ phách lối hiển thị rõ không thể nghi ngờ ta là crick thuyền hải tặc nghe nói nơi này có người giả mạo doflimo đến cùng là ai như thế không biết tự lượng sức mình đứng ra cho ta crick cúi đầu nhìn xem kia chiếc có don Quixote gia tộc tiêu chí hải tặc cờ lớn tiếng hô Hắn đã xác định đây là Don Quixote gia tộc thuyền hải tặc, nhưng lại vẫn là giả ngu. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, tướng trước mặt thuyền hải tặc đánh chìm. Nếu như cái sau bày ra thực lực quá cường đại, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn liền nói thác không biết chân chính Doflimo, như thế cũng có thể bảo trụ mình một mạng. Pika, Diamant, những này sâu kiến chặn tầm mắt của ta, không khí đều lộ vẻ có chút không xong, cái này khiến ta rất là bực bội a. À. Dophlimo không để ý đến quyết ngược lại là vẫn nhìn xem chung quanh thuyền hải tặc nói đến. Vâng, thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch. Diamant khóe miệng dương lên, lập tức rút ra song kiếm, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên một cái, từ trên thuyền nhảy lên một cái, trong nháy mắt bay đến phía bên phải trên thuyền hải tặc, không đợi những cái kia thuyền hải tặc kịp phản ứng, Diamant song kiếm liền đã giao thoa, tùy theo vung ra. Xoát. Một đạo giao nhau hình cung trảm kích tùy theo mở rộng, tại qua trong dây lát hình thành cùng thuyền một kích cỡ tương đương, ngay sau đó trúng đích tại một chiếc trên thuyền hải tặc mặt. Âm âm. Một tiếng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thuyền trong nháy mắt sụp đổ, từ giữa đó nổ tung thành bốn phương tám hướng, đầy trời mảnh gỗ vụn tùy theo bay múa, trên thuyền mấy cái hỏa pháo cũng bởi vì làm kiếm khí mà dẫn bạo, toàn bộ thuyền trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, thuyền bên trên hải tặc chết thì chết, thương thì thương tại xử lý chiếc này thuyền hải tặc về sau, Diaman cũng không có thu tay lại, hắn một cước dẫm ở bầu trời một khối mảnh gỗ vụn, thân hình lóe lên, lại là đi vào một chiếc trên thuyền hải tặc mặt. Xóa. Một kiếm vung ra, một chiếc thuyền hải tặc từ giữa đó vỡ vụn hiện lên hai nửa. Âm âm. Lại là một tiếng tiếng oanh minh vang lên, khi chiếc thuyền hải tặc lập tức hóa thành một cái biển lửa, mà Diaman thân hình lại là chớp liên tục, tiếp tục phá hư thuyền, trong nháy mắt, Doflimo phía bên phải thuyền hải tặc cũng đã bị phá hư nhiệt tình, sáng chói pháo hoa lấp lóe toàn bộ biến cả. Chưa xong còn tiếp. Sách mới ngày thứ ba, canh năm bắt đầu, bái cầu các huynh đệ duy trì A, à, một bản nhanh chóng đổi mới sách mới, càng cần hơn số liệu chèo chống, những này không nói mọi người hẳn là đều biết, cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Cường thế công kích 2. 5 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Diamant xuất thủ thời điểm, Pika cũng theo đó xuất thủ, chỉ gặp hắn một cái vượt qua, liền nhảy đến một chiếc trên thuyền hải tặc mặt, bản thân hắn liền nặng, rơi xuống trên thuyền thời điểm càng là dùng kỹ xảo, chỉ cảm thấy toàn bộ thuyền đều có chút bất ổn. Rống. Pika rống to một tiếng, một quyền mảnh địa đánh vào trên ván thuyền, mà thuyền này tắm trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, toàn bộ thuyền tự như là vỡ vụn pha lê, vô tận nhận tế văn bắt đầu khuếch tán, ngay sau đó toàn bộ thân tàu triệt để sụp đổ. Thi ca lực công kích cực kỳ cường hãn, tại công kích của hắn phía dưới, chung quanh thuyền tất cả đều một chút xíu vỡ vụn, hóa thành đồng dạng sáng chói pháo hoa, chung quanh tiếng oanh minh, hải tặc tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bên kia, báo đen trên thuyền hải tặc mặt Rick cũng sớm đã sợ choáng váng, đi cùng Pika tốc độ rất nhanh, nhanh Rick căn bản chưa kịp phản ứng, mà lại hắn cũng căn bản không tin tưởng chỉ là hai người có thể đối với mình thuyền hải tặc làm chút gì, vừa vặn nhờ vào đó nhìn xem Doflimo lực lượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Doflimo còn không có xuất thủ, chỉ là hắn hai người thủ hạ liền dễ như trở bàn tay phá hủy mình từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc. Cái này sao có thể, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Rick ánh mắt ngưng kết, ngơ ngác nói đến. Chẳng lẽ tân thế giới đều là loại quái vật này sao? ta cùng hắn chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Nếu như đều là loại quái vật này, vậy ta còn đi cái gì gờ răng liner, đây không phải đi tìm chết sao? Một nháy mắt, quyết ý niệm trong lòng bách chuyển. Tại hắn ngẩng người trong lúc đó, Doflimo cũng không có nhàn rỗi, hắn một cước dẫm tại trên lan can, tiếp lấy một chân dùng sức, cả người liền mảnh địa vọt tới, rơi vào quyết chỗ báo đen thuyền hải tặc thuyền trên đầu, hắn nửa ngồi, khóe miệng dơ lên một vòng tàn nhẫn đường công, chỉ là cái này một vòng đường công đều để người trên thuyền kinh hồn tán đảm. Crick tổng đốc cẩn thận lúc này một thân ảnh nhanh chóng đi vào dofilimo trước mặt hai tay của hắn phương đông côn luôn chuyển nện xuống kia phương đông côn đầu côn kia cái cự đại lưu hành nện mang theo vô cùng nhanh chóng lực lượng hướng phía dofilimo đánh tới xuất thủ chính là crick trên thuyền hải tặc mặt sức chiến đấu mạnh nhất gin hắn từ nhỏ tập võ nhất là giỏi về phương đông côn cho dù là Chris đều không phải là đối thủ của hắn. Gin công kích này mang theo lôi đình vạn quân chi lực, công kích lại là hướng phía Doflimo trong lòng mà đi, góc độ công kích vô cùng xảo trá, một kích này chỉ sợ là Gin đời này đủ khả năng làm dùng đến đỉnh phong công kích. Thành công! Nhìn xem công kích của mình càng ngày càng gần, Gin khóe miệng rốt cục dơ lên. Nhưng là tại công kích sắp đụng phải Doflimo thời điểm, Doflimo khóe miệng lại là dơ lên, Hắn một cước mảnh địa đá ra, nhanh giống như thiểm điện, lập tức đá vào gin trên bụng, cái sau lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía đằng sau bay đi. Âm âm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, gin thân thể từ khuyết bên mặt đột nhiên bắn mà qua, liên tiếp đụng vào mười mấy tên hải tặc, lại là hung hăng nện ở trên lan can, tướng to lớn lan can đều tùy theo nện đức. Gin công kích bản thân liền là công kích, nhanh làm cho người không kịp phản ứng mà Doflimo phản kích càng lộ ra lăng lệ, một cước kia phong thái đơn giản làm cho người thán phục, chung quanh những cái kia hải tặc thậm chí đều chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sự tình cũng đã hết thảy đều kết thúc. Mà xem như tiếp cận nhất Doflimo quyết, tại Doflimo tướng Gin đạp bay cái sau, cái sau chính là từ bên cạnh hắn xuyên qua, như có một chút sai sót, chỉ sợ hắn mình không chết cũng tàn phế phế, mặc dù sống sót sau tai nạn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì may mắn tâm ngược lại là càng thêm nghiêm túc. Loại tốc độ này, loại lực lượng này, loại người này căn bản mình ngay cả ngưỡng vọng tư cách chỉ sợ đều không có. Twist giống như con rối lăn tại nguyên địa, mà Doflimo nhưng không có sửng sốt, tay phải hắn lập tức nhổ ra mình súng lục bên hông, nhắm ngay Twist cái trán. Đừng nhìn động tác nhiều như vậy, nhưng là hết thảy lại là trong nháy mắt hoàn thành, Gin công kích trong nháy mắt, Doflimo phản kích cũng trong nháy mắt, mà hắn rút súng càng là một nháy mắt những này trên thuyền hải tặc mặt hải tặc căn bản cái gì đều chưa kịp phản ứng, chính là chỉ thấy Dofilimo thương nhắm ngay quyết. Nhiều, nhiều, Dofilimo, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta quyết tuyệt đối không phải muốn đối địch với ngài, lần này là hộ tống tài bảo đến hiếu kính ngài, nơi này có ta quyết thuyền hải tặc 2 tỷ berry, tất cả đều là tặng cho ngài. Quyết quả thật là hạng người ham sống sợ chết, ở thời điểm này, hắn chịu thua tốc độ so với ai khác đều muốn nhanh. À, hai tỷ berry. Dofilimo khóe miệng dơ lên, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Nếu như là những vật khác còn chưa tính, nhưng nếu như là berry, Dofilimo còn là rất dễ nói chuyện. Thăng cấp tam sắc Haki cần có berry thật sự là nhiều lắm, không phải do Dofilimo không tính toán chi li. dù sao nếu như tướng tam sắc Haki tất cả đều tăng lên, đối với thực lực của hắn tăng lên cực kỳ khả quan, thậm chí có thể làm cho thực lực của hắn thẳng bức tứ hoàng tại kim mạnh nhất biến cả bá chủ. Râu trắng đánh đồng. Đừng nhìn Dofilimo hiện tại danh dương tứ hải, thực lực cường đại, nhưng là thực lực của hắn ở thời đại này lại không phải là đỉnh tim tồn tại. Tứ hoàng, chính phủ thế giới, hải quân đại tướng, thậm chí là một chút hải quân trung tướng, Dofilimo đều chưa hẳn có thể vững vàng thắng được, lại càng không cần phải nói tiềm ẩn ở thế giới các ngõ ngách cao thủ, những người này đều có thể là Dofilimo địch nhân hắn hiện tại cũng không phải đỉnh phong thời điểm hắn sức chiến đấu cũng không phải là đỉnh tim mà những ngày kia sau lão trâu trắng bọn người bây giờ lại là đỉnh phong sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường chính là bởi vì như thế dophelimo mới sẽ như thế để ý thực lực của mình hắn biết hết thảy tất cả đều là hư thế lực là hư bộ hà là hư hiện tại duy nhất có thể dựa vào là liền chỉ có lực chiến đấu của mình nghĩ tới đây dophelimo nhìn lên trước mặt rick liền càng có hứng thú có thể trong khoảng thời gian ngắn thu tập được nhiều như vậy Berry, đây tuyệt đối không chỉ chỉ là cướp bóc có thể làm đến, nhìn thấy Chris cũng không có như thế vô dụng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Đánh sợ Chris, 2,5 tỷ Berry Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nguyên tắc bên trong đối với Chris miêu tả chính là loại kia âm hiểm xảo trá, không có chút nào nguyên tắc tồn tại, vì đạt được mục đích không chọn tay, hắn thậm chí có thể quỳ địa cầu xin tha thứ, chỉ vì ăn một miếng cơm để cho mình khôi phục sức chiến đấu. Loại người này không thể nghi ngờ là buồn nôn, làm cho người căm hận, nhưng là từ một mặt khác tới nói, loại này không có tiếc tháo dáng vẻ chính thích hợp trở thành một cái thương nhân, một cái tuyệt đối lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nếu như nói khác thương nhân còn có một chút điểm lương tri, như vậy trích loại người này liền là tuyệt đối gian thương, tự như là hệ nào đó bệnh viện, hẳn phải chết bệnh đều muốn thổi có thể cứu sống, chỉ vì từ chết trong tay người lấy tiền, có lẽ đây cũng là Crick có thể có được như thế thân gia nguyên nhân. Ý niệm trong lòng bách chuyển, Dophelimo mới nói. Chỉ là hai tỷ berry, tự như muốn mua mệnh của ngươi sao? Giết ngươi, ta có lẽ còn sẽ có ba tỷ berry cũng không nói định, các ngươi những người này đầu người nghĩ đến có lẽ còn là giá trị chút tiền, tăng thêm các ngươi tích lũy, khối này đường hàng hải ít lợi, làm sao đều không chỉ là hai tỷ berry đi. Doflimo lời nói mặc dù rất mịt mờ nhưng là Crick lập tức liền nghe ra hắn cũng là trà trộn ở phương diện này lão giang hồ cũng không dùng một phần nhỏ loại lời này vì hắn thu hoạch được thu hoạch lớn hơn cho nên hắn lập tức thấy được một chút hy vọng sống 3 tỷ berry à không, 35 ức berry chỉ cần Doflimo đại nhân cần cho ta Crick một đoạn thời gian ta nhất định có thể kiếm ra 35 ức berry đến Crick vội vàng nói lấy trước 2 tỷ berry ra về sau ta sẽ lại điều động thương đội đến đây Đông Hải, thuận tiện tiếp thu ngươi thiếu tiền của ta, nếu như không đủ tiền, hoặc là nói ngươi trốn chạy, ngươi có thể thử nhìn một chút." Doflimo đem súng lục buông xuống, một mặt khạc khạc vừa cười vừa nói. "Là, là." Crick vội vàng đáp lời. Hắn đã bị Doflimo sức chiến đấu, còn có bộ hạ của hắn triệt để sợ choáng váng, lúc này trong lòng kia giả tâm trong nháy mắt biến mất hơn phân nữa. "Nói đùa cái gì?" đối mặt loại địch nhân này, cho dù là tụ tập vượt qua 100 chiếc thuyền hải tặc thì thế nào, cuối cùng còn không phải một con đường chết. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình đơn giản nhỏ yếu tự như là bò sát đồng dạng. Đi, mau đem ta trong khoang thuyền tất cả berry tất cả đều lấy ra. Rick quay đầu nhìn về bộ hạ của mình lớn tiếng quát. Hắn sợ mình một cái cầm chậm, Dofilimo liền tức giận. Nghe được hắn, những cái kia cũng bị hù hoang mang lo sợ hãi tặc vội vàng chạy vào buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu thu thập tài bảo, rất nhanh, 10 cái rương lớn bị dời ra, ngay sau đó một cái bao lớn bị người cùng một chỗ dời ra. Nhìn thấy trước mặt tài bảo, Doflimo rốt cục lộ ra vui vẻ mấy phần, tay phải hắn hơi động một chút, tất cả cái rương tất cả đều im ắng mở ra, mà cái sách tay kia tùy theo bị triệt để phân giải, chỉ còn lại có vàng ống ánh châu báu. Lúc này Toàn bộ trên ván thuyền đều là Berry cùng kim sắc châu báu, nhìn ngược lại là mười phần đẹp mắt, mà Doflimo càng lộ ra vui vẻ, nơi này số lượng sợ sợ không chỉ 2 tỷ, nói nhiều 2,5 tỷ cũng có thể. Nghĩ tới đây, Doflimo nhìn xem truyết ánh mắt tràn đầy thưởng thức, người này kiếm tiền năng lực vẫn là có thể. Nhìn lên trước mặt một màn này, truyết tâm lý đều đang chảy máu, số tiền này đều là hắn hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng mới để giành tới không nghĩ tới tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, một thanh trở lại trước giải phóng, bất quá đang rỉ máu thời điểm, trong lòng của hắn cũng là sợ hãi một hồi. Rõ ràng Doflimo sự tình gì đều không có làm, nhưng là những này cái rương cùng bao khỏa lại là mình mở ra, điểm này để cái sau kinh hãi đồng thời, cũng đè xuống trong lòng sau cùng một tia nhỏ suy nghĩ. Trời buồn, tướng số tiền này tất cả đều tiếp thu, Diaman sao, Pika, không sai biệt lắm đến nơi đây liền kết thúc. Doflamingo lớn tiếng nói đến. Nghe được hắn, Diaman cùng Pika lúc này mới rút về, Diaman trên mặt còn có một tia khinh thường, hiển nhiên xem thường cái này Đông Hải nhỏ hải tặc, mà Pika ngược lại là lạnh nhạt. Trời bồn tung người một cái đi vào trên thuyền, lại là để phân phó người đem nơi này tài bảo tất cả đều lấy đi. Rất nhanh, toàn bộ trên thuyền tài bảo tất cả đều không còn sót lại chút gì, mà Doflamingo thì là nhìn về phía K tiếp xuống hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nếu như tiền không đủ ta sẽ rất không vui nói dophelimo lại là tàn nhẫn ít xô sau đó một tay vung ra trong nháy mắt mắt thường khó gặp dây nhỏ chợt lóe lên bất quá không có ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì chỉ cho là là dophelimo tại cùng bọn hắn ngoắt tại làm xong chuyện này về sau dophelimo lúc này mới nhảy lên nhảy xuống thân hình của hắn trên không trung ngược lại lật một chút lại là rơi vào mình trên thuyền Rodolfo rơi trên thuyền, toàn bộ thuyền có chút trung động, tóe lên một trận gần sóng, mà tại tiếp theo trong nháy mắt, từng tiếng ken két, tiếng vang triệt biến cả. Khi tàn lưu lại Cry Pirate hải tặc tất cả đều khuôn mặt kinh hải... tại con của bọn hắn bên trong, chiếc này lậu ba cao báo đen thuyền hải tặc từ giữa đó hai bên hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cắt ra, cắt chém thành ba bộ phận, tùy theo tách ra. Mà trên thuyền, cùng một thời gian, vượt qua trăm tên hải tặc thân hình bị cắt chém thành hai nửa, cắt chém chỗ hoàn toàn là một vệt ánh sáng trượt tấm gương, bằng phẳng khiến người tê cả da đầu, loại này quỷ dị tình huống để người vì đó rung lên. Thân tàu rất nhanh sụp đổ, Chris thậm chí trên thuyền một chút cao thủ ngược lại là vội vàng nhảy đến chung quanh trên thuyền, mà những người còn lại thì nương theo lấy bôn hội thân tàu rơi vào trong biển, gây nên một trận kêu thảm. Chris khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem chiếc này quái vật khổng lồ triệt để bị tách rời, mà Doflimo thanh âm lại là ở bên tai của hắn vang lên. Đừng ý đồ bao trùm tại ta Doflimo trên đầu, nếu không, sẽ bị giết. Sau cùng giết, chữ, Doflimo dùng một tia hao su haki, một màn kia bá đạo xâm nhập linh hồn, làm cho người rung động tịch. Rick là cái trọng gian dùng mánh lới người, hắn loại người này dễ dàng nhất thay lòng đổi dạ, mặc dù Doflimo sẽ không chân chính tín nhiệm hắn, chỉ là lợi dụng hắn, nhưng là tốt xấu hắn đến cho Doflimo lợi dụng một đoạn thời gian, mà thực lực mới là để Rick không dám tùy tiện phản bội cơ sở, cho nên tại rời đi thời điểm, Doflimo mới có thể cho Chris một hạ mã uy. Tùy tiện phá đi lớn như vậy thuyền, Chris cũng nên khiêm tốn một chút giả tâm của mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.